ta đã luyện thành công. Hả? Ta phải đi thử mới được. Rồi tớ có trò này hay lắm. Thủ đi, nhanh lên. Được rồi. Hôm nay chúng mình sẽ chơi trò chơi thử tài tính mắt. À, tớ biết. Đây chính là bé bốn này. Bé bốn à? Bé tư. Không phải bé bốn đâu cò à. Ui dồi, bé tư hay là bé bốn thì vẫn là thế, vẫn là quét đây. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ thử tài tính mắt, nhìn điểm khác biệt, xem là hai bức tranh này có điểm gì khác nhau. Bí quyết sáng mắt. Mặt đi. Để chiến thắng phần thi này, mình phải luyện cơ mắt trước mới được. Úi xìa, mình chỉ cần đeo cái kính này vào là mọi thứ sẽ rõ ràng ngay. Úi dồi. Lượt thi đầu tiên của thí sinh Gấu Đỏ và Cô. Chúng ta bắt đầu. Tìm điểm khác biệt. Cái đầu này giống nhau này. À, cái mũi mắt. Cái mắt, cái mũi giống nhau. Phải rồi. Cái móng tay. Ừ. Một không phải. À, tay rồi, tay rồi. À, quay em, quay em. Cúc áo, cúc áo. Bên này có cúc, bên này không có cúc. Quẩy em cái gì đưa rồi. Nhìn thấy rồi. Đấy, các bạn ơi, một bên có cúc, một bên không có cúc. Vậy là mình được 1-0 các bạn nhá. Chiến thắng tại cho anh Gấu Đỏ. Tìm hình khác biệt. Ui, béo, béo. Bắt đầu. Thắc kinh tôm. Mắt, hình như con này mắt bé hơn bình thường này. Có phải con này không nhỉ? Không, mà sao ấy. Mắt vẫn như thế mà em bảo bé. Con này nó xếp hàng đúng tung quá. Làm sao mà như thế? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ừ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ôi, con này là khác biệt này. Bình thường ấy, các con đứng ở bên này là nó giơ tay như này, đúng không? Nhưng mà con này thì nó lại giơ tay như này. Tình mắt ghê các bạn ạ. Mình còn chưa kịp nhìn mà anh Tam đã nhìn thấy rồi. Đấy, người ta phải nhìn nhanh và nhìn lần lượt các bạn ơi. Lần lượt từ trên xuống dưới. Có bao nhiêu cái chân? 1, 2, 3, 4, 5 5 cái. 5 cái đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 6 cái, 6 cái anh ạ. 56 đều sai. Vẫn còn chân nữa, bọn em tìm đi. Còn cười nhỉ? Đây nha, quốc đây đúng không? Chân đi quốc rõ ràng đúng không? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6. Anh ơi, anh bị làm sao? Có 6 cái. Em biết rồi, em biết rồi. Đây này, ở chỗ này là có 2 cái chân anh ơi. Đây còn một cái chân lớp ở đằng sau nữa. Đây này, đứng nhớ đây này. Đấy, đây một cái chân, đúng không? Em bị làm sao đấy? Người ta chỉ tính những cái chân nhìn thấy thôi. Những cái chân không nhìn thấy thì tính làm cái gì? Rõ ràng lắm. Nhìn kỹ vào vẫn còn rất nhiều chân. Làm sao đấy? Thấy rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, có 12 cái anh ạ. Ta nhìn thấy chưa? Cháu ở đâu nhỉ? Đây, cháu tính chân đuôi ạ. Cậu phải ngước lên này mới nhìn thấy này. Chân này là cái chân ngược. Đây là chân của người đàn ông này. Một đúng. Đây là cái chanh chanh này, em nhìn thấy chưa? À, chân người đàn ông. Như vậy là chúng mình đang đều rồi. 2, 3, 1.
cò 1 và gấu đỏ 1. Team số 4. Ui, toàn A, tôi làm gì có 4 nữa nhỉ? 4 ở đâu nhỉ? A. Càng bắt, càng bắt. À, đều anh ạ. Cò tìm nhanh tan tên các bạn ạ. Mình thì đang phải nhìn bên này. Cò đứng ở bên đó lại nhìn cho bên này. Đấy là tại anh bảo căng mắt ở chỗ này. Thế là em nhìn đúng ở chỗ anh nhìn luôn. Đấy là chiến thuật. Ai được anh còn nhiều nữa cơ. Úi dồi ôi, nhìn nhiều như này em hoa hết mắt rồi anh có đỏ. Úi dồi, tớ còn sắp tàu hỏa nhập ma rồi. Nào nhanh lên tìm chữ Nobita. Chữ Nobita được xếp ở đây, các em phải tìm đi. Anh ơi, nếu mà chữ Nobita mình phải tìm chữ N đầu tiên. Đúng rồi. N. Anna không phải này. Mẹ. Sắp đủ rồi. Na tiếp. Úi giời, không phải rồi. Thế thì bây giờ mình tìm chữ bà đi. Chữ bà đây. Bà No Ka Seiko. Seiko thì chắc Mon. Ôi Seiko chắc chắn sẽ gần Nobita. À đây chữ bà đây rồi. Chữ bà đây. Bà. Ba chu. Ba chu ngan. Ba chu ngan ba tiếng ngan. Ôi giời ơi, thế nhờ. Việt Nam. Không phải. Việt Nam. Đúng rồi. Việt Nam. Ta đẹp. Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn này các bạn. Anh cứu đỡ ơi. Cò, tè, dầm, ra, quạt. Tập trung nào. Chữ Nobita đúng không? Nhưng mà có chữ Nobita trong này không? À em thấy rồi anh ơi. Đây Nobita đây. What? Không. Đây là câu hỏi thôi ở dưới này cơ. Có Nobita không? Có chứ không có người ta đặt câu hỏi làm gì? Mình có Nobita mà mình tìm đây. Tìm đi, gần thấy rồi các em ơi, cố lên. Xe voi. Tuyệt vời. Một điểm. Cuộc chiến hiện tại rất là cam go. Tìm búp bê Squid Game thật. Rất nhiều búp bê luôn các bạn ạ. Ôi trời, nhìn này bạn em, nhìn búp bê Squid Game này. Trời ơi, trông anh cấu đỏ ghê quá đi các bạn ơi. Đây là búp bê Squid Game mẹ này. Con này là búp bê Squid Game là mầm non. Con này lên tiểu học rồi, còn con này lên ủa nhìn mấy coi à? Nhìn này, mua này, hai trăm làm được đi. Xẻo môi đi. Đây này, hai trăm chắc là mặt giống nhảy các bạn ạ. Mặt hai trăm đúng. Có mà mặt anh có đỏ thì có. Đây rất nhiều con búp bê hình thù kỳ lạ hai trăm nhở? Ôi dồi ôi, nhiều lắm anh ơi. À con này giống thật nhất này anh ơi. Con này giống thật nhất này. Không phải, búp bê thì quý game mặt to hơn, tròn hơn đâu, có gầy như thế này đâu. Ôi trời ơi, con này. Không phải, con này béo. Con này là búp bê nam giả nữ này này. Đây rồi, anh tìm thấy rồi. Ai, con này môi đỏ chuyết như này là không đúng rồi. Tóc giống nhưng mà không đúng rồi. Thế còn đâu. Đây, bỏ tay ạ. Đây, con này là của em nhá. Đây này, em lấy con này. Con này chắc chắn rồi. Đúng rồi. Đúng không hả cô? Đúng rồi. Mà đang tìm nhanh thế các bạn nhỉ? Em tinh mắt mà. Em đeo khí gì? Mà tinh mắt đấy, câu nào cũng trả lời được. Cho anh mượn xem nào. Được. Rõ thần khí nào nhỉ? Ôi, kính này không mắt kính à, Trâm? Kính kiểu gì thế này? Kính không mắt kính? Mà không phải là kính không mắt kính? Đeo thế này thì có tác dụng gì đâu? Ngoài kính thuốc, còn có kính thời trang mà. Kính của em là kính thời trang. Đeo cho nó đẹp thôi. Hãy tìm ra chữ V. Đây. Hả?
cái gì mà nhanh thế? Người ta đang đi, người ta đang cãi, có ai kịp nhìn thấu? Tìm thấy chú Ba. Thế tại vì cô không tìm thấy, chứ còn em thì em tìm thấy luôn nè. Đây, chú Ba đây. Em đứng cạnh luôn, em nhìn một phát lên. Không được, lên đổi chỗ. Thua rồi, còn đổi gì nữa? Thua rồi, thua rồi. Trang bạn mới. Ôi giời, có tìm con chó mà sao cứ đi qua đi lại mãi trống hết cả mặt này. Anh còn đang nhìn để xem là con chó nó ở chỗ nào. Từ nãy giờ chỉ nhìn thấy mấy cái mặt cái ông già này thôi. Đây là cái mũ này. Đây là râu này. Đây là mắt này. Đây là mũi này. Treo mắt này. Lấy đâu ra con chó nhỉ? Mà ông này hơi dài ấy. Đây còn có cả một cái đuôi ở đằng trong tóc này. Đây là cái mũi này anh ơi. Anh đang tìm con chó, đừng có hỏi anh linh tinh. Chó. Đây rồi. Anh nhìn thấy rồi, đây nhìn thấy rồi. Sao không lại tháo tranh xuống làm gì? Cầm ngay. Đây. Có phải con chó không? Đây con chó đang ngồi đây, mắt con chó đây. Đây là cục xương này. Đúng rồi. Đây là cái mũ của ông già bây giờ lại chuyển lại thành là cái đệm cái gối. Đúng rồi. Người ta phải có tầm nhìn vĩ mô, tầm nhìn rộng lớn, tầm nhìn bao quát, đúng không? Các bạn có thấy mấy câu hỏi vừa rồi khó không các bạn? Nếu mà các bạn trả lời được bao nhiêu câu thì các bạn bình luận đáp án xuống bên dưới cho chúng mình biết với nha. Và bây giờ cuộc thi lại tiếp tục. Đây là ai đây, anh Hữu Đỏ? Đây là Nobita. Nobita và Doraemon là đôi bạn thân. Hãy tìm điểm khác biệt. Nobita đang làm thiền à? Anh ngồi làm gì đây? Đeo kính, áo đỏ dày, dày xanh. Đây rồi, anh ơi. Em tìm điểm khác thế. Nobita này dày đeo nơ này. Nhờ mấy cái này không đeo nơ. Chiến thắng rồi. Chỉ còn một câu hỏi cuối cùng thôi các bạn ạ. Tìm hai điểm khác nhau ở hai bức tranh này các bạn ơi. Bình thường tìm một điểm đã khó rồi, bây giờ tận hai điểm. Xem ai tìm được hết là người chiến thắng các bạn nhá. Bé Tư này, bé Tư. Ôi giời ơi, đây rồi. Đây. Đây. Nhanh đấy. Bức tranh này không có gấu mà bức tranh này có gấu. Một cái nữa thôi. Một điểm khác nhau nữa. Đấy là có cái cúc, bây giờ em phải xem cái cúc cái không. Không có cúc rồi à Tam ơi. Huy hiệu. Nhưng cái hình này nó hơi mờ anh ạ, nó khó nhìn dã man luôn. Nhưng mà hai hình giống hệt nhau. Bà này tóc tím, bé Tư tóc tím. Tóc tím đây, tím đâu mà tím, người ta đen rồi mà tóc tím. Có mắt còn tím thì khó. Ôi giời ơi, khó nhỉ, cái sóng đường sắt này. Ai sẽ trả lời được một điểm nữa đây? Khó thật đi. Ôi giời ơi, em tìm ra rồi. Đây, cái mũ. Cái mũ khác nhau. Cái mũ khác nhau chỗ nào hả Cam? Đây, vẫn có ngôi sao đây. Ôi giời ơi, mọi người ơi, phải tinh mắt, phải híp mắt nữa vào để nhìn ra. Đây này, cái mũ ở trên này nha, là có một cái vẹt là mũ kiểu bị hóp vào. À đúng rồi, đây này. Nhưng mà cái mũ ở dưới không có cái điểm hóp vào. Có cái vẹt này. Đúng không? Tinh mắt đây các bạn, là cái điểm này ai mà nhìn thấy nhỉ? Đúng không? Đúng. Ôi giời ơi, cái gì chiến thắng? Vậy là kết thúc cuộc thi, ai tinh mắt nhất? Gấu Đỏ trả lời được 2 câu. Em trả lời được 5 câu. Còn tớ cũng trả lời được 5 câu. Trừ 2. Như vậy, người chiến thắng trong cuộc thi ai tinh mắt nhất đó chính là Gấu Đỏ. Nhầm, Hà Sam các bạn ạ. Tinh mắt nhất. Và video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi nhá. Bye bye các bạn.